Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Thị Hạnh. Và để tiếp theo chương trình thì đến cái phần gọi là trao đổi thì xin mời các câu hỏi các quý vị đồng nghiệp từ đầu cầu ạ, đối với hai báo cáo viên bác tiến sĩ Đoàn Phương Lan với vai trò của Saba Sama trong điều trị giảm triệu chứng ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và bài về Lama phối hợp trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính giai đoạn ổn định. Và xin mời câu hỏi ạ. Xin mời tổ thư ký có thể chiếu câu hỏi lên. Và trong khi đợi đợi tổ thư ký chuẩn bị chiếu câu hỏi thì tôi có một cái câu hỏi dành cho bác sĩ Phan Thị Hạnh. Bác sĩ Phan Thị Hạnh có thể chia sẻ là với thuốc Icetla-3 thì với những cái phác đồ hướng dẫn trước đây thì cũng thấy đây là một cái lựa chọn để điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính giai đoạn ổn định. Thì với cập nhật của GOLD mới nhất cũng đã hướng dẫn y tế thì Icetla-3 thì sẽ được chỉ định trong những trường hợp mà bệnh nhân như thế nào ạ? Xin mời bác sĩ Hạnh. Em trước hết là em xin cảm ơn câu hỏi của phó giáo sư Phan Thu Phương ạ. Về với khuyến cáo của GOLD năm 2023 thì ICS-LABA cũng giống như là với khuyến cáo của GOLD năm 2022 thì ICS-LABA có sử dụng ở trên cái nhóm bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà có tỷ lệ bạch cầu ái toan trong máu tăng cao, là tăng trên 300 tế bào trên microlit, hoặc là ở nhóm mà bệnh nhân có tiền sử từng bị hen trước đó, ở nhóm bệnh nhân đã có tiền sử từng bị hen trước đó, hen nào trong quá khứ và lâm sàng có thể nghi ngờ đến một cái hội chứng chồng lớp của hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ạ. Tiến sĩ Lan có thể chia sẻ thêm về cái câu hỏi này không? Chúng Chúng ta ta thấy thấy là là thực tại. Cô đang tắt tiếng rồi ạ. Bác sĩ Lan xin được chia sẻ thêm với các bạn về cái chỉ định ICS-LABA với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, cũng như là bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Thị Hạnh vừa trao đổi. Thì ICS-LABA được sử dụng trong các trường hợp như sau. Thứ nhất là những cái bệnh nhân mà có tiền sử hen chắc chắn rồi. Thứ hai nữa là những cái trường hợp mà có nhiều đợt cấp trong năm, và những trường hợp mà có bạch cầu ái toan trong máu tăng cao thì như là bác sĩ Hạnh vừa mới chia sẻ, và cái điểm cut off mà giá trị nhất đấy là trên 300 bạch cầu ái toan trong 1 microlit máu. Gần đây thì chúng ta thấy là năm 2023 thì thay vì cái việc mà chúng ta cân nhắc có sử dụng ICS-LABA trong bệnh nhân của tắc nghẽn mãn tính không, đấy là những cái trường hợp mà bạch cầu ái toan trong máu là khoảng từ 10 cho đến là từ 100 cho đến 300, hoặc là những cái trường hợp mà chỉ có một đợt cấp trong năm trước mà thôi. Thế nhưng đến năm 2023 thì người ta khuyến cáo mạnh mẽ hơn, tức là chúng ta nên sử dụng. Còn những cái trường hợp trước nữa là rất nên sử dụng. Thế và người ta chỉ khuyên là không nên sử dụng những cái trường hợp mà bệnh nhân có tiền sử lao, hay là những cái trường hợp mà bệnh nhân có bạch cầu ái toan trong máu rất là thấp thì mới không sử dụng ICS-LABA. Thế và chúng ta cũng thấy là gì, trước đây ở bệnh viện Bạch Mai, hiện tại thì bệnh viện Bạch Mai đã quản lý bệnh nhân được hơn chục năm rồi, bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản. Thế thì bây giờ chúng ta có một câu hỏi đặt ra là bây giờ chúng ta không có LABA, không có LAMA, những bệnh nhân nào có điều kiện thì người ta tự túc, còn những bệnh nhân mà không có điều kiện thì chúng ta có thể sử dụng ICS-LABA trong quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay không? Thế và tôi cũng đã đi đến nhiều tỉnh để hỗ trợ các bạn, thì đấy là một câu hỏi rất là lớn mà các bạn đặt ra. Thế thì chúng ta cũng thấy là nó có những cái chỉ định như là bác sĩ Lan vừa và cũng như là bác sĩ Hạnh vừa trình bày với các bạn. Thứ hai nữa là qua những cái kinh nghiệm điều trị, chúng tôi thấy là chúng tôi quản lý bệnh nhân hơn chục năm như vậy, thì tôi gặp các bệnh nhân và người ta nói là trước đây chúng tôi cũng không có LABA đâu, mà chỉ quản lý bằng ICS-LABA, và người ta nói là người ta như được đổi đời, tức là gì, cuộc sống người ta chất lượng cuộc sống hơn hẳn, được cấp đỡ hơn hẳn khi mà chúng ta được sử dụng ICS-LABA. Và chúng ta thấy là có rất nhiều cái nghiên cứu trên những cái số lượng bệnh nhân rất là lớn về so sánh giữa điều trị ICS-LABA so với giả dược ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và người ta thấy là gì, nó rất hiệu quả, nó giúp cải thiện chất lượng cuộc sống, nó giúp cải thiện chức năng thông khí cũng như là làm hạn chế đợt cấp. Chính vì thế cho nên là
chúng ta trong thời lâm sàng chúng ta sẽ áp dụng như thế nào. Thứ nhất là chúng ta sẽ áp dụng những cái trường hợp mà được gôn khuyến cáo. Thứ hai nữa là gì, là tốt nhất là chúng ta sử dụng đúng theo những cái hướng dẫn. Và nếu mà bệnh nhân cũng như là không có điều kiện mà chúng ta chỉ có ICS La Ba trong tay thì chúng ta vẫn mạnh dạn điều trị, và quan trọng là chúng ta theo dõi xem là bệnh nhân đấy có đáp ứng hay không và có tác dụng phụ gì của ICS La Ba hay không. Vâng, cảm ơn hai phần trả lời câu hỏi. Cô tắt mic rồi ạ. Vâng, rất là xin lỗi các bạn, hôm nay kỹ thuật nó hơi trục trặc một tí chút. Và thì rất là cảm ơn cái phần trả lời của tiến sĩ Lan cũng như là bác sĩ Hạnh. Thì với rất nhiều những cái kinh nghiệm trên lâm sàng, đấy là những câu hỏi đặt ra, đấy là cái việc dùng ICS LABA trên các tuyến như thế nào. Thế thì ở đây thì tôi cũng hoàn toàn nhất trí với các bác sĩ, đấy là chúng ta cũng sẽ theo những hướng dẫn và chúng ta sẽ điều trị bệnh nhân theo cái kiểu hình, tức nghĩa là cá thể hóa trong điều trị. Với những cái bệnh nhân mà theo khuyến cáo, đấy là chúng ta được gọi là thuyết phục để điều trị ICS và LABA, như là bệnh nhân như bác sĩ Hạnh, bác sĩ Lan chia sẻ, đấy là bệnh nhân chồng lấn giữa hen với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, kiểu hình có vạch cầu hé toan tăng, rồi cũng như là bệnh nhân có nhiều đợt cấp, thì cái đấy là cái mà chúng ta sẽ cân nhắc để điều trị. Rồi những trường hợp mà có thể, đấy là những cái trường hợp mà vạch cầu hé toan cái điểm cắt từ 100 đến 200, rồi bệnh nhân cũng có những cái đợt cấp mặc dù là nó nhẹ thôi, trung bình. Và đặc biệt là chúng ta cũng phải chú ý những cái trường hợp mà chúng ta điều trị ICS LABA nhưng mà bệnh nó không không đỡ, rồi bệnh nhân có thể có các tác dụng phụ là bị viêm phổi, và bên cạnh đấy thì những cái trường hợp mà bị nhiễm Mycobacterium heredity chúng ta cũng sẽ không dùng, tức là nhiễm ETM thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc việc mà dùng ICS LABA. Thì cái đấy là cái mà chúng ta sẽ lưu ý trên lâm sàng. Và tôi cũng hoàn toàn nhất trí với bác sĩ Lan, đấy là ngoài ra bên cạnh đấy thì chúng ta cũng sẽ theo dõi cái đáp ứng mà điều trị của bệnh nhân. Nếu mà bệnh nhân đang dùng ICS LABA mà nó ổn thì chúng ta vẫn tiếp tục duy trì. Vâng, thì cái đấy là cái mà kinh nghiệm. Và một cái thực tế nữa là, ấy là gì, chúng ta sẽ gặp những cái rào cản, đấy là những cái sự không sẵn sàng chi trả của những cái bệnh nhân mà có bảo hiểm y tế, người ta chỉ thích dùng những cái thuốc có trong bảo hiểm thôi. Thì cái này là cái mà cũng là rất hạn chế. Và khi mà đối với những trường hợp mà chúng ta dùng theo thuốc bảo hiểm ICS LABA mà không được lý tưởng như bác sĩ Lan, đấy là giống như người ta cải thiện triệu chứng và như là có một cái cuộc sống khác ấy, thì chúng ta cũng sẽ phải cố gắng thuyết phục. Ở đây thuyết phục, một là thuyết phục bệnh nhân và người nhà bệnh nhân để làm nào để cùng chi trả với bảo hiểm y tế để chọn cái phác đồ điều trị tối ưu. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng sẽ phải thuyết phục các nhà quản lý của bệnh viện mình, đấy là nếu mà trong trường hợp với cái hướng dẫn của Bộ Y tế, với hướng dẫn của thế giới mà mình không có đầy đủ thuốc thì cũng sẽ có rất nhiều những cái hạn chế trong cái việc mà kiểm soát bệnh. Cái này là cũng rất là cảm ơn cái câu hỏi của bạn, và câu hỏi này thì cũng trùng với câu hỏi của bạn Phương Lê đây. Ở tuyến dưới là chỉ có Symbicort và Cerethyl, tức là ICS và LABA, thì những cái bệnh nhân mà COPD sử dụng những cái thuốc đó được không ạ? Hay là phải kê đơn ngoài thuốc khác, thì chúng tôi cũng đã trả lời rồi. Và để tiếp theo thì còn một câu hỏi của bạn Phạm Lâm Tùng. Thì thưa cô, với một bệnh nhân COPD mà 3 năm qua không có đợt cấp nào, nhưng lần này có một đợt cấp nguy kịch phải đặt nội khí quản, thì sau khi điều trị ổn định thì mình có thể bắt đầu ngay LABA/LAMA ICS cho bệnh nhân này không? Vâng, xin mời tiến sĩ Lan. À, Một một câu câu hỏi hỏi. rất là một câu hỏi rất là lâm sàng của bác sĩ Lâm Tùng. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi được đến cái câu trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta cần phải khai thác rất nhiều những cái vấn đề khác nữa. Ví dụ như là bệnh nhân này 3 năm qua không có đợt cấp nào, nhưng bệnh nhân này thì là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mức độ nào rồi, mà bệnh nhân đấy được quản lý bằng thuốc gì. Ví dụ như là nếu mà bệnh nhân này 3 năm qua không có đợt cấp nào nhưng mà bệnh nhân vẫn ở sẵn giai đoạn nặng chẳng hạn thì lại khác, mà bệnh nhân ở giai đoạn mức độ trung bình thôi thì lại khác, bệnh nhân này có phối hợp với hen phế quản hay không thì lại khác, rồi là bệnh nhân này đang được sử dụng thuốc nền là thuốc gì, đã từng sử dụng LABA/LAMA hay là sử dụng ICS LABA hay là thuốc gì. Các bạn cần phải thu thập hết tất cả những cái thông tin như vậy thì chúng ta có thể đánh giá được. Và thứ hai là đợt cấp nặng nhập viện là do nguyên nhân gì, là do bệnh nhân suy hô hấp, do
tắc nghẽn phế quản hay là bệnh nhân này bị viêm phổi hay là do các bệnh khác đồng mắc vào nó làm cho bệnh nhân nặng lên thì chúng ta mới có thể có câu hỏi chính xác được. Thế thì tôi vẫn hiểu ý của bạn, tức là gì, với một bệnh nhân mà khá là ổn định thế nhưng mà tự nhiên bị một đợt cấp nặng mà do đợt cấp ở phổi tắc nghẽn mãn tính đi mà phải đặt nội khí quản, vậy thì sau đó thì chúng ta sẽ điều trị tiếp theo như thế nào cho bệnh nhân, có nên sử dụng luôn cả bộ ba hay không. Đấy, thế thì về nguyên tắc ấy là đúng là nếu mà bệnh nhân mà có đợt cấp nặng thì chúng ta biết là đợt cấp nặng thì sẽ rất là nguy hiểm đúng không nào, và như là những cái nghiên cứu người ta đã thông báo là một bệnh nhân mà bị đợt cấp nặng nhập viện này thì cái nguy cơ tử vong trong vòng 4 năm sau là tới 50%, cho nên là mục tiêu điều trị của chúng ta là phòng ngừa đợt cấp. Không những thế, bệnh nhân này còn bị đợt cấp nặng và đặt nội khí quản. Thế nếu mà bệnh nhân này đặt nội khí quản mà do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, không phải do tràn khí màng phổi, không phải do viêm phổi mà thực tế chỉ là phổi tắc nghẽn mãn tính thì cũng cũng tôi cũng thấy rất là ít gặp trong thực hành lâm sàng, hoặc là chúng ta phải xem bệnh nhân này có bị ACO hay không, tức là trên cái nền hen thậm nhiên lên cơn hen ác tính hay không. Chứ còn nếu bệnh nhân mà ổn, rất ổn định mà tự nhiên lên cơn một cái cơn đợt cấp nặng mà đột ngột ấy, thì là nó có vẻ là không phù hợp với thực hành lâm sàng lắm. Còn nếu mà bệnh nhân đấy mà là hen ấy, thì chúng ta phải có những cái xem những cái phòng ngừa những cái yếu tố nguy cơ, rồi là xem bệnh nhân điều trị hen liền như thế nào. Còn trong cái trường hợp đặc biệt của bạn này, như là bệnh nhân ổn định xong tự nhiên bị một đợt cấp nặng như thế này thì điều trị thuốc gì thì mình có thể căn cứ vào điều trị trước đấy. Thế còn nếu bệnh nhân ấy chưa điều trị gì, nền gì nặng nề cả, các bạn còn phải xem công thức máu của bệnh nhân ra làm sao, có tăng bạch cầu ái toan hay không, rồi là tiền sử bệnh đồng mắc các thứ như thế nào thì chúng ta mới chắc chắn là chúng ta sẽ nâng bậc, nhưng mà chúng ta nâng như thế nào thì còn phải phụ thuộc vào những cái thuốc trước, phụ thuộc vào những cái thuốc trước, phụ thuộc vào những cái thuốc trước. Vâng, cảm ơn bác sĩ Lan. Thì ở đây là bạn cô tắt mic ạ. Dạ vâng, thì ở đây là xin bổ sung với bạn là Tùng Lâm đã bổ sung cái phần mà trả lời những cái thắc mắc của bác sĩ Lan, thêm những cái thông tin cho bệnh nhân. Đấy là bệnh nhân đang được duy trì bằng Simbicort, Bambex và đang thở máy duy trì tại nhà. Và chúng ta thấy là bệnh nhân này đã được duy trì Simbicort này. Simbicort thì chúng ta biết nó là Acet-La-ba này, Bambex thì cũng là một cái La-ba này, và thở máy tại nhà, tức là bệnh nhân này là bệnh nền rất là nặng đúng không nào. Vậy thì các bạn, tôi thấy là các bạn quản lý cũng rất là tốt ấy. Trong 3 năm mà không có đợt cấp nào như vậy thì ở một bệnh nhân nặng như vậy đã có chỉ định thở máy, tức là gì, là tình trạng ở giai đoạn cuối rồi. Thế thì bệnh nhân này được quản lý rất là tốt và đợt này nặng như thế thì tôi cũng rất đồng tình với bạn là khi mà bệnh nhân này sau khi ổn định qua được đợt cấp thì chắc chắn là chúng ta phải cho bệnh nhân sử dụng thêm Lama rồi, vì chúng ta biết là Lama nó là cái kháng cholinergic có tác dụng trên hệ thần kinh phó giao cảm, và nó giúp làm giảm trương lực của đường thở, cơ trơn đường thở, và nó sẽ giúp được cái tình trạng giãn phế quản lâu dài và nó làm giảm đợt cấp. Cho nên là với bệnh nhân này thì cái bộ ba là ba Lama ICS là rất phù hợp cho bệnh nhân. Tuy nhiên với bệnh nhân này các bạn cần phải lưu ý là xem bệnh nhân thở máy đã đúng cách chưa, rồi là bệnh nhân đã thực hiện thuốc có tuân thủ có đầy đủ hay không, rồi là bệnh nhân này có phục hồi chức năng hô hấp kèm phục hồi chức năng hô hấp theo, đi kèm hay không. Vì chúng ta thấy là gì, không chỉ là dùng thuốc đâu, mà đặc biệt với những bệnh như thế này người ta thường là sẽ ngại vận động, rồi trầm cảm, rồi rồi gì nhỉ, ăn uống kém, những cái đấy nó sẽ làm cho cái tình trạng của bệnh nhân nó nặng lên. Cho nên là thuốc là một chuyện nhưng mà những cái điều trị không dùng thuốc với bệnh nhân này cũng rất là quan trọng, các bạn cần phải tìm hiểu lại cũng như là tư vấn kỹ cho bệnh nhân. Vâng, cảm ơn cái phần trả lời mà rất đầy đủ của bác sĩ Lan. Tôi cũng hoàn toàn nhất trí là đối với cái bệnh nhân mà đang dùng cũng dùng thuốc giãn phế quản mà kéo dài đấy, cũng nhờ cả dạng uống đúng không, và dùng phối hợp Acet-La-ba. Bệnh nhân đang giai đoạn cuối thì chắc chắn là khi mà ra viện thì bệnh nhân cũng sẽ phải dùng ba thuốc, đấy là La-ba, La-ma và ICS, và chúng ta sẽ đánh giá lại xem là sau một cái thời gian điều trị như vậy thì chúng ta có thể tăng giảm thuốc
Và với bệnh nhân mà đang thở máy này thì cái việc mà phải áp dụng những cái biện pháp mà không dùng thuốc như bác sĩ Lan chia sẻ, đấy là về dinh dưỡng, về phục hồi chức năng hô hấp, rồi chúng ta bắt buộc ở những bệnh nhân này chúng ta sẽ tư vấn cho bệnh nhân tiêm vaccine. Cái đây cũng mong muốn rằng là các đồng nghiệp ở các tuyến chúng ta quan tâm đến cái vấn đề là điều trị không dùng thuốc ở những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, dự phòng cho người ta những cái đợt cấp bên cạnh cái việc mà chúng ta chọn cái phác đồ điều trị tối ưu. Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Lan. Tiếp theo thì có câu hỏi dành cho bác sĩ Hạnh ạ. Thuốc phối hợp giữa LABA/LAMA trên thị trường Việt Nam là gì? Và việc sử dụng có thuận tiện không? Vâng, mời bác sĩ Hạnh. Dạ bác ạ. Hiện tại thì trên thị trường Việt Nam thì vẫn đang có ba cái hãng thuốc đó là sử dụng phối hợp giữa LABA và LAMA trong cùng một dụng cụ hít. Thứ nhất là Spionto của hãng Boehringer, thứ hai là Anoro của hãng GSK, và thứ ba nữa là Ultibro của Novartis. Và việc sử dụng thì cũng hết sức là thuận tiện, là các bệnh nhân chỉ cần phải sử dụng một lần trong ngày thôi ạ, vào buổi sáng, bệnh nhân không cần phải sử dụng nhiều lần trong ngày ạ. Em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Hạnh. Thì cái việc mà bây giờ LABA/LAMA thì cũng đã có ở thị trường Việt Nam, và với kinh nghiệm của chúng tôi khi mà sử dụng cái nhóm thuốc này điều trị cho cái nhóm bệnh nhân phù hợp thì thấy rằng là nó đạt tối ưu cái hiệu quả. Thì cũng rất mong rằng là các đồng nghiệp ở các tuyến thì có thuốc để sử dụng cho bệnh nhân. Và cũng như bác sĩ Hạnh chia sẻ thì cái việc là bây giờ thì nó cũng có cái lựa chọn cho bệnh nhân và những cái dạng dụng cụ phân phối thuốc, cho nên là các bác sĩ cũng có điều kiện để chọn cái dạng dụng cụ phân phối thuốc mà nó phù hợp đối với ba cái thuốc là Balama của ba công ty mà bác sĩ Hạnh cũng đã vừa vừa chia sẻ. Thì ở đây thì nhân tiện câu hỏi câu trả lời này thì tôi cũng chia sẻ thêm, đấy là đối với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì các đồng nghiệp phải luôn luôn quan tâm đến cái việc là sử dụng cái dụng cụ phân phối thuốc của các bệnh nhân của chúng ta như thế nào. Trong mỗi lần khám thì chúng ta đều phải đánh giá xem là bệnh nhân có phù hợp, có thích hợp hay không. Vì cái tiêu chí khi mà ta chọn cái dụng cụ phân phối thuốc thì nó sẽ có mấy cái tiêu chí. Một là bệnh nhân người ta có sự ưa thích của bệnh nhân, của bác sĩ, cũng như là chúng ta phải đánh giá xem là cái sự thuần thục của bệnh nhân nó có đúng hay chưa. Và bắt buộc là trong mỗi lần tái khám thì ngoài cái việc mà chúng ta đánh giá cái triệu chứng lâm sàng, đánh giá xem là bệnh nhân có kiểm soát tốt bệnh hay không, thì chúng ta phải kiểm tra đánh giá cái dụng cụ phân phối thuốc. Và tiếp theo một câu hỏi, xin hỏi tiến sĩ Lan đi ạ. Vâng, xin cho em hỏi trong quá trình theo dõi bệnh nhân COPD thì nên dùng thuốc bao lâu mới đánh giá là có đáp ứng tốt với thuốc hiện tại hay cần thay đổi thuốc hay thêm thuốc ạ? Một câu hỏi rất là lâm sàng đúng không nào? Với một bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta sẽ theo dõi trong bao lâu, và chúng ta sẽ tăng thuốc hay là giảm thuốc trong vòng bao lâu? Thì chúng ta cũng thông thường là chúng ta sẽ, với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta sẽ theo dõi bệnh nhân 1 tháng một lần. Nó khác với bệnh nhân hen phế quản. Chúng ta thấy là bệnh hen phế quản thì nó có vẻ như là nó không nặng nề như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, cho nên là nhiều trường hợp mà hen phế quản thì chúng ta trong những tháng đầu chúng ta có thể theo dõi hàng tháng, thậm chí là những trường hợp nặng quá thì chúng ta có thể theo dõi sau 2 tuần. Nhưng mà khi bệnh nhân ổn định thì có thể kéo dài hơn cái thời gian theo dõi, ví dụ như là sau 2 tháng, sau 3 tháng. Nhưng với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì khác, là chúng ta sẽ đánh giá bệnh nhân theo từng tháng và đánh giá xem là gì, bệnh nhân các triệu chứng lâm sàng người ta cải thiện như thế nào. Không phải là vì thuốc tác dụng kéo dài nên các bạn phải chờ mấy tháng mới có hiệu quả của thuốc đâu, mà chúng ta thấy là gì, thời gian tác dụng của nó là 24 tiếng. Cho nên là gì, là nếu bệnh nhân mà thấy có hiệu quả là người ta sẽ thấy dễ chịu ngay trong khoảng 1 2 tuần đầu. Và để đánh giá một cách đầy đủ thì thông thường như vẫn như là những cái lịch hẹn chúng ta hẹn bệnh nhân khám ấy, là chúng ta sẽ hẹn bệnh nhân là 1 tháng 1 lần để đánh giá xem là bệnh nhân đấy có đỡ hay không. Nhưng mà để đánh giá là bệnh nhân đấy có đáp ứng hay không đáp ứng như thế nào, đấy là cái rất là quan trọng, như là phó giáo sư Phương vừa chia sẻ với các bạn ấy. Đấy là gì? Đấy là chúng ta phải xem bệnh nhân tuân thủ điều trị tốt hay không, và thứ hai là bệnh nhân sử dụng dụng cụ đúng hay không.
Vâng, rất là cảm ơn phần trả lời của tiến sĩ Lan. Đấy, thế còn đối với câu hỏi này thì tôi cũng thấy thêm, tôi cũng chia sẻ thêm là với những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cái việc mà chúng ta phải tái khám để chúng ta đánh giá xem là bệnh nhân của chúng ta đáp ứng thuốc như thế nào là rất cần thiết. Và cái về thời gian thì tiến sĩ Lan cũng đã chia sẻ rồi, đấy là chúng ta sẽ đánh giá sau 1 tháng để chúng ta thấy xem là nó đáp ứng thế nào. Tuy nhiên cái việc mà chúng ta đánh giá ấy, thì các bạn cũng phải hết sức lưu ý cái cách mà mình tiếp cận, cách mà mình hỏi. Ví dụ nếu mà mình chỉ đặt ra câu hỏi là thế bác có thấy đỡ không, đúng không, thì nó sẽ vì mình hỏi trong cả một cái khoảng thời gian là 1 tháng, cho nên là nếu mà mình chỉ hỏi một cái câu hỏi nó rất ngắn gọn như vậy thôi thì có thể những cái thông tin đưa đến cho mình nó chưa đủ hết, vì có thể là ông ấy nhớ đến ngày hôm qua là ông đỡ nhưng mà những cái thời gian trước thì là cũng chưa được ghi nhận lại, cho nên là cái chúng ta phải dành thời gian ra để chúng ta hỏi một cách kỹ lưỡng, có những cái cách tiếp cận đối với từng bệnh nhân để chúng ta đánh giá được rằng là à cái triệu chứng của bệnh nhân có đỡ thực sự hay không. Thế thì đánh giá bảng câu hỏi MIC cũng như CT thì chúng tôi thấy là cũng trên thực hành lâm sàng có rất nhiều cơ sở là cũng vì là cái áp lực về số lượng bệnh nhân, nhưng mà nếu mà mình có thời gian mình dành ra và mình đánh giá một cách khách quan dựa vào 2 bảng câu hỏi đấy thì theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì cũng được khuyến cáo và các bạn cũng nên áp dụng. Đấy, và còn nếu mà trong trường hợp mà mình không đủ điều kiện, không đủ thời gian thì chúng ta có thể là có những cái cách hỏi, ví dụ chẳng hạn như là trong cả 1 tháng qua thì các triệu chứng của bác như thế nào, ho như thế nào, rồi khạc đờm, và đặc biệt nữa là cái triệu chứng khó thở, bác có đỡ khó thở không. Thì những cái bệnh nhân COPD đặc biệt những cái giai đoạn nặng ấy, người ta ngồi thì người ta không khó thở nhưng mà người ta đi lại người ta gắng sức, thì lúc đấy mình lại phải đặt những cái câu hỏi là à thế thì bác khó thở khi mà bác đi cầu thang khó khó thở hay không, hoặc là bác vận động như thế nào. Thì ở đấy cũng là cái thông điệp của chúng tôi, đấy là chúng ta phải dành thời gian để khai thác kỹ ở cái triệu chứng của bệnh nhân để đánh giá xem là bệnh nhân có đỡ hay không đỡ. Thế còn trong trường hợp bệnh nhân người ta nói là tôi chả thấy đỡ gì cả với cái đơn của bác sĩ thì chúng ta cũng đừng vội là à có thể là cái đơn này chưa thực sự là thích hợp, mà chúng ta cũng sẽ phải đánh giá những cái việc là bên cạnh cái việc dùng thuốc thì bệnh nhân có tuân thủ điều trị hay không, đúng không? Đấy, ví dụ chẳng hạn ông dùng thuốc nhưng mà về thì hôm dùng hôm không, thì thứ hai nữa là bệnh nhân có phòng tránh yếu tố nguy cơ hay không. Bệnh nhân mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà có tiền sử hút thuốc hoặc hiện tại vẫn hút thuốc hoặc là thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc thì rõ ràng cái triệu chứng nó không không cái triệu chứng mà chưa kiểm soát được thì chưa chắc đã phải là do thuốc mình không đạt hiệu quả. Thì cũng mong rằng là các đồng nghiệp chúng ta sẽ dành thời gian để xem là bệnh nhân này có tuân thủ không, sử dụng dụng cụ phân phối thuốc không, và cái phòng tránh yếu tố của bệnh nhân nguy cơ như thế nào. Và như phần trước thì sĩ Lan cũng chia sẻ, đấy là để xem bệnh nhân có thực hiện các biện pháp không dùng thuốc hay không. Vâng, rất là cảm ơn tiến sĩ Lan. Tiếp theo cũng một câu hỏi dành cho tiến sĩ Lan. Đấy là xin cô Lan là bệnh nhân CBD đang dùng Lama mà phải nhập viện vì đợt cấp, cần dùng Sa-pa và Sa-ma thì có nên dùng tiếp Lama nữa hay không? À, câu hỏi này thì là chúng tôi cũng rất là trăn trở từ cũng rất là lâu rồi, là với bệnh nhân đang điều trị nền là một cái Lama, thế thì khi vào viện thì có điều trị tiếp hay không, hay là ví dụ như là một bệnh nhân bị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh nhân ổn định, mình đễnh cho bệnh nhân một hộp Lama để bệnh nhân về có thể sử dụng tiếp được, vậy thì bảo bệnh nhân là bảo dùng bệnh nhân là luôn dùng những luôn ngày, những cái những ngày ca thì là phải chúng sử ta dụng phải trong bệnh sử dụng viện, trong bệnh viện lĩnh ta thuốc, mới được đúng lĩnh không ạ? thuốc đúng không ạ, Thì mình thuốc có như dùng cho bệnh luôn nhân dùng không, luôn như vậy vậy thì thì có nguy hiểm gì có nguy không hiểm gì không đấy. đấy. Thế thì thực Thế ra thì thực thì ra thì tôi thấy tôi và chúng tôi thấy cũng và đã đi chúng tôi tìm hiểu cũng rất đã là tìm nhiều, hiểu chúng rất ta nó nhiều không có biết khuyến cáo nào nào nói là khi mà mình dùng khi mà cả Lama 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 La Ba cả cả Lama và Lama Lama thì nó độc hay nó là hay không là độc, không độc mà người ta mà chỉ người thấy ta chỉ là thấy cái là tác cái dụng tác dụng mà mà nó sẽ bị ảnh nó sẽ hưởng bị cái ảnh tác hưởng dụng cái của tác dụng của Lama. Lama Thế thì thế thì có những ý cái kiến của ý người ta kiến người ta là cho gì, rằng là là gì để là cho bệnh nhân tuân cho thủ bệnh điều nhân tuân trị thủ điều trị ấy, thì trong thì đợt cấp trong cứ đợt cho cấp bệnh nhân cứ cho hít bệnh nhân hít Lama Lama để là để cho một để cái người thói ta phải quen thành để thói khi quen, mà để khi bệnh mà người ta nhân viện người ta cũng không không bỏ bỏ quên bệnh được nhân thói hít quen Lama. là sử dụng Nhưng chúng Lama, ta thì thấy chúng là ta thấy khi là bệnh khi nhân nằm viện mà ngắn khi thì mà không bệnh sao, nhân nhưng nếu nằm bệnh nhân nằm dài viện dài ấy, thì rất là thì lãng rất phí đúng là không nào, phí đúng không nào. phí và thế tốt nhất và ấy, à, tốt nhất theo ấy, kinh nghiệm của bản theo thân kinh ấy, nghiệm thì của nó bản thân không ấy có thì việc nó không khuyến có cáo khuyến chính cáo xác chính nào xác đâu, nào đâu mà người mà ta người ta chỉ chỉ có có cái cái khuyến khuyến cáo cáo đấy đấy là là gì, gì khi chúng chúng ta ta sử sử dụng dụng Sama Sama kết kết hợp hợp với với lại lại Lama Lama thì cái hiệu thì cái quả hiệu của của Lama là Lama nó là sẽ nó bị sẽ giảm. bị giảm. Bên cạnh đấy trong Bên đợt cạnh cấp đấy chúng trong ta đợt sử cấp dụng chúng ta sử dụng ngoài những Sama ngoài được những hít Sama thở được bằng hít dịch thở vụ bằng bằng dịch các vụ bằng loại các thuốc khác nữa như là corticoid rồi là thậm chí là thậm chí Sama là đường tĩnh Sama mạch đường tĩnh hay là mạch đường hay là đường hoặc là kích thích hoặc beta là 2 kích thích đường cũ beta 2 nữa, đường như vậy cũ nữa, như thì vậy thì ảnh hưởng ảnh đến cái hưởng hiệu đến quả cái của hiệu quả của Lama càng nhiều hơn nữa. Chính vì thế cho nên là
tính về cả kinh tế rồi tính cả về các cơ chế thì tôi nghĩ là trong cái đợt cấp ấy thì chúng ta nên tạm dừng Lama lại, và khi nào bệnh nhân ra viện thì bắt đầu là sử dụng tiếp tục. Chị ơi. Biết rồi, nó đang chưa lên. Ở đây em đọc cổ nhé. Không. Đâu, đọc chưa? Vâng, rất là cảm ơn câu trả lời của tiến sĩ Lan. Ở đây thì tiến sĩ Lan cũng đã đưa đến những cái kinh nghiệm lâm sàng. Và ở đây thì tôi cũng chỉ xin nhấn mạnh thêm đấy là các quý vị đồng nghiệp trong cái thời gian mà bệnh nhân người ta đang nằm ở trong viện ấy, thì mình cố gắng dành thời gian để lại hướng dẫn cái việc mà bệnh nhân tuân thủ điều trị cũng như là hướng dẫn bệnh nhân sử dụng dụng cụ phân phối thuốc. Thì cái phần này là tiến sĩ Lan cũng đã nhấn mạnh trong cái phần đấy rồi, vì chúng ta cũng thấy rằng là rất nhiều bệnh nhân của chúng ta là chưa được giáo dục tốt về bệnh và cứ nghĩ rằng là ra viện xong rồi đến khám xong rồi đi về thì lại không 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 dùng tiếp tục thuốc nữa. Thì cái việc là trước khi mà cho ra viện ấy, thì mình cũng phải khẳng định rằng là bệnh nhân người ta hiểu về là cái bệnh của người ta phải điều trị như thế nào cũng như là những cái thuốc mà có những cái thuốc mà các bác sĩ kê đơn ấy thì là sẽ giúp được kê đơn ấy thì bệnh nhân sử dụng đúng. Vâng, rất là cảm ơn câu hỏi của bạn. Tiếp theo thì xin hỏi cô Lan, bệnh nhân của em ở nhóm E nhiều đợt cấp điều trị nhưng thời gian ở nhà của bệnh nhân chỉ vài ngày về lại vào viện trong khi em đã tư vấn bệnh nhân dùng thuốc Labalama, Sabasama IZ dạng uống hít, xịt khí dung, thở oxy, thở máy. Trên bệnh nhân này em xin kinh nghiệm của cô. Có vẻ hơi khó hiểu nhỉ? À, Vâng, vâng. tức là câu Bạn hỏi này này là ý bạn nói là mặc dù bạn bạn đã dùng tối đa các thuốc giãn phế quản, Labalama rồi cả corticoid rồi cả thở máy rồi, tuy nhiên là bệnh nhân vẫn nhập viện liên tục, và trong thực tế chúng tôi cũng gặp rất nhiều các bệnh nhân như vậy, cũng đã đi tìm hiểu tất cả các nguyên nhân, hỏi xem ở nhà bác có yếu tố môi trường có vấn đề gì hay không, bác có stress gì hay không, chế độ ăn uống các thứ như thế nào, bác có giữ gìn vệ sinh răng miệng tốt hay không, tóm lại là hỏi hết. Thế nhưng mà cũng không thấy được những cái yếu tố nguy cơ gì mà nó can thiệp trực tiếp đến. Thế thì với những cái trường hợp như vậy thì có những trường hợp là chúng ta cũng phải chấp nhận là điều trị bệnh nhân thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Nhưng mà tất cả các trường hợp chúng ta đều cần phải tìm hiểu những cái nguyên nhân như là bác sĩ Lan vừa mới mô tả với các bạn, tôi tìm hiểu tất cả các nguyên nhân ảnh hưởng đến để gây nên đợt cấp. Xem bệnh nhân có dùng những cái thuốc khác, những cái để chữa các bệnh động mạch khác mà ảnh hưởng đến bệnh hay không. Nhưng có một vấn đề mà nó liên quan đến hô hấp mà các bạn cần hết sức lưu ý đối với những cái bệnh nhân mà có nhiều đợt cấp như thế này, đấy là tình trạng nấm phổi. Và chúng ta biết là gì, các bệnh nhân mà như bệnh nhân của bạn ấy rất là nặng rồi là còn phải thở máy tại nhà đấy, rồi sử dụng corticoid rồi ICS thì cái nguy cơ mà bị nhiễm nấm ấy rất là cao, thậm chí là nhiễm những cái nguyên nhân vi sinh khác nữa. Cho nên là khi mà bệnh nhân các bạn thấy không ổn như vậy thì các bạn phải làm rất kỹ xét nghiệm đờm để tìm các loại căn nguyên vi sinh mà bệnh nhân có thể mắc phải. Thậm chí là nếu mà trong cái giới hạn cho phép mà là các bạn phải so với quản cho bệnh nhân để lấy được cái dịch phế quản để làm xét nghiệm. Thế thì và có những cái bệnh nhân mà tôi cũng chia sẻ với các bạn là gì, có những bệnh nhân nhập viện liên tục và nằm bẹp ở giường ấy, vì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thế và chúng tôi cũng bệnh nhân nằm như thế thì làm sao mà lấy được đờm, đúng không nào? Vì là bệnh nhân nếu có cự quậy đâu, rồi ho khạc rất là kém, đờm lấy được thì chỉ nhổ thì nước bọt. Thế mà những trường hợp như thế và chúng tôi phải đánh giá rất là kỹ và vẫn quyết định là phải gì, phải nội soi phế quản cho bệnh nhân. Đấy, và cuối cùng soi phế quản ra thì sẽ trong lòng phế quản bệnh nhân thì bờ bụi dịch đờm rồi giả mạc các thứ đấy, thế và rửa rồi soi tươi rồi cấy rồi lấy cả những cái mảng đấy ở trong phổi của bệnh nhân ra, thì đấy là cái nấm nấm mà với trường hợp này hay gặp nhất, đấy là nấm Aspergillus. Cho nên với những trường hợp như thế thì ngoài khai thác những cái yếu tố liên quan, các bạn cần phải loại trừ xem bệnh nhân đấy có bị nấm hay không. Trả lời của tiến sĩ Lan. Và rất là cảm ơn phần trả lời của tiến sĩ Lan. Chúng ta cũng gặp những cái bệnh nhân mà rất là khó khăn trong điều trị, đúng không? Bạn cũng đã liệt kê tất cả những cái thuốc mà hiện tại được chỉ định trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, cả là Labalama, Sabasama, ACS, uống hít. Thì tôi cũng hoàn toàn nhất trí với tiến sĩ Lan, đấy là chúng ta sẽ phải tầm soát cái việc là xem bệnh nhân có nhiễm nấm hay không. Gần đây thì trung tâm hô hấp cũng đã tiếp nhận điều trị rất nhiều những cái bệnh nhân mà đã tìm thấy những cái bằng chứng mà chẩn đoán chắc chắn là nhiễm nấm và ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.
thì và qua các nghiên cứu thì cũng thấy rằng là cái tỷ lệ mà bệnh nhân COPD bị nhiễm nấm thì cũng có gặp và cái tỷ lệ không hề thấp, thì cũng rất mong rằng là các đồng nghiệp sẽ quan tâm đến cái việc là tìm căn nguyên vi sinh là nấm trong 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 đờm, cũng như là nếu mà có điều kiện mà tìm dịch phế quản để mình chọn cái phác đồ điều trị tối ưu cho bệnh nhân. Và rất là cảm ơn tiến sĩ Lan với phần trả lời rất đầy đủ. Tiếp theo thì có một cái câu hỏi của bạn, đấy là xin các cô nói kinh nghiệm về dùng Spiriva. Bệnh nhân khi mà chồng lấn để chẩn đoán ACO, tức là chồng lấn giữa hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì việc dùng kết hợp LABA, ACS và Spiriva như thế nào? Dùng bao lâu? Và đầu tiên thì xin mời bác sĩ Phan Thị Hạnh ạ. Dạ vâng ạ. Trên thực tế thì bác sĩ Hạnh cũng có rất nhiều bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính được điều trị bằng Lama, và Này. có một điều các bạn cần phải lưu ý, đó là những cái tác dụng phụ của cái Lama khi sử dụng trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đó là bệnh nhân sẽ thường xuyên là cảm giác khô miệng này, bệnh nhân cảm thấy nhịp tim nhanh và bệnh nhân cảm thấy bí tiểu. Do vậy mà khi các bạn dùng Spiriva, các bạn phải rất lưu ý với những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà có phì đại tiền liệt tuyến. Nếu như mà bệnh nhân có triệu chứng là bạn phải cho bệnh nhân sử dụng các thuốc phối hợp để điều trị giảm triệu chứng và giảm kích thước của tiền liệt tuyến khi sử dụng. Và thậm chí bác sĩ Hạnh cũng đã có những bệnh nhân mà người ta dùng bị phì đại tiền liệt tuyến và dùng Spiriva sau đó bị bí tiểu cấp. Những trường hợp đấy là chúng ta không thể dùng tiếp tục Spiriva cho bệnh nhân được nữa, mà chúng ta nên cân nhắc là chuyển đổi sang cái thuốc khác để phù hợp hơn với bệnh nhân. Và một vấn đề nữa là các bạn cần phải lưu ý là Spiriva nó cũng có thể gây tác dụng phụ là gây tăng nhãn áp. Do vậy mà khi mà dùng Spiriva ấy, nó sẽ ở những cái loại thuốc đầu ở cái loại thuốc đầu tiên người ta sẽ bỏ đi 2-3 liều xịt thuốc đầu tiên, nên các bạn lưu ý rằng là bạn xịt thuốc ra bên ngoài và không được xịt thuốc vào mắt, bởi vì nó sẽ là nguy cơ tăng nhãn áp cho bệnh nhân. Một vấn đề nữa là với những bệnh nhân mà bị chồng chéo hội chứng ACO thì chúng ta điều trị như thế nào? Thì với những bệnh nhân ACO thì cái đầu tiên trong phác đồ điều trị là phải có ICS. Và với những bệnh nhân ACO thì người ta nhận thấy rằng là tiên lượng sống với bệnh nhân ACO là thấp. Thứ hai là cái sự suy giảm chức năng hô hấp là nhanh và tỷ lệ bệnh nhân có nhiều đợt cấp. Nên với những bệnh nhân ACO là thông thường là một cái tình trạng rối loạn đường thông khí tắc nghẽn và mức độ nặng và dai dẳng. Do đó chúng ta có thể sử dụng ngay phác đồ bộ ba phối hợp là ICS, LABA và LAMA. Còn thời gian sử dụng bao lâu dành cho bệnh nhân thì nó tùy thuộc vào từng bệnh nhân khác nhau. Với bệnh nhân ổn định với phác đồ sử dụng ICS, LABA và LAMA mà bệnh nhân mức độ nặng thì chúng ta có thể cho bệnh nhân dùng suốt đời. Còn với những trường hợp mà bệnh nhân khi sử dụng bộ ba ICS và LABA, LAMA, bệnh nhân có nhiều tác dụng phụ và chúng ta cần phải cân nhắc đến. Ví dụ như là đơn cử như bác sĩ Hạnh đã nói là bệnh nhân bị phì đại tiền liệt tuyến mà triệu chứng nặng nề, thì lúc ấy chúng ta cân nhắc chúng ta có thể giữ tiếp Lama trong phác đồ điều trị hay không, thì nó sẽ phụ thuộc vào quyết định của người bác sĩ lâm sàng. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn cái phần trả lời của bác sĩ Phan Thị Hạnh. Mời bác tiến sĩ Lan chia sẻ thêm. Vâng, bác sĩ Lan thấy thì phần chia sẻ của bác sĩ Hạnh cũng rất là rõ ràng rồi. Thế và chúng ta biết là ACO tức là gì? Tức là hội chứng trùng lớp hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Khi mà đã ACO rồi thì nó sẽ không trở lại được về bình thường. Còn nếu mà đã trở lại được bình thường, nó đã là bệnh hen phế quản. Tức là cái chức năng thông khí không về được lại bình thường. Cho nên là tốt nhất ấy, là với các bệnh nhân mà chúng ta đã chẩn đoán là ACO phải sử dụng LABA, LAMA, ICS thì là chúng ta sẽ điều trị được càng lâu càng tốt. Thì chúng ta biết là gì, chúng ta cũng hơi lăn tăn một chút là về giá thành đúng không nào? Vì tôi cũng nghe câu hỏi của bạn, tôi cũng đoán không biết là có đúng hay không, tức là các bạn cũng mong muốn là gì cho bệnh nhân sử dụng Lama một thời gian vì Lama cũng rất là đắt. Thế sau đấy một thời gian mà ổn hơn thì chúng ta xem có thể cắt được Lama hay không. Thế nhưng mà trên thực tế thì chúng ta thấy là gì, khi đã ACO thì sẽ không có cái tình trạng mà chức năng không khí cải thiện được đâu. Và hy vọng là trong trong thời gian tới này nó sẽ có bộ ba là ba lama ICS, và thế thì cái giá thành của bệnh nhân sẽ cái giá thành của thuốc ấy sẽ giảm và bệnh nhân có thể theo được. Thế còn nếu mà ví dụ như là bây giờ bệnh nhân cải thiện rất là tốt rồi và bệnh nhân cũng không có điều kiện kinh tế mà muốn rút lama đi có được hay không, thì cái này thực ra nó cũng không có nghiên cứu gì cả. Nếu mà không có điều kiện không thể theo đuổi được thì hoặc là các bạn chuyển tuyến hoặc là vận các bạn theo dõi sát của bệnh nhân để xem là nếu mà cái chất lượng cuộc sống giảm, chức năng thông khí giảm thì chúng ta sẽ phải tìm ra cách để giúp bệnh nhân điều trị đầy đủ thuốc. Vâng, mời tiến sĩ Lan trả lời câu hỏi tiếp theo của bạn Tuyền Bùi. Cho em hỏi, bệnh nhân COPD gôn e vào viện đợt cấp, trên cắt lớp có hình ảnh theo dõi u nấm nhưng vi sinh không thấy nấm, em xin kinh nghiệm. À, một câu hỏi rất hay của bác sĩ Tuyền ở bệnh viện Bắc Giang đúng không ạ? À,
Một bệnh nhân mà bị CVD gôn e, tức là nhiều đợt cấp mà trên các lớp có hình ảnh u nấm nhưng mà vi sinh không thấy nấm. Chúng ta thấy là gì, u nấm là những cái nấm mà nó phát triển trong những cái hang, thường là trên những cái hang lao ấy. Vậy thì vi sinh, tức là các bạn xét nghiệm đờm thì không thấy nấm là chuyện bình thường. Thế thì với những trường hợp như vậy thì mình có điều trị cái nấm hay không? Thế thì chúng ta phải lưu ý là gì, u nấm ấy thì những cái thuốc mà chúng ta điều trị ít hiệu quả lắm. Mà chúng ta đang muốn nói điều trị nấm, đây là trường hợp nấm xâm nhập. Tức là không phải nấm ở trong cái hang đâu, mà nó xâm nhập vào các phế nang, phế quản. Đấy là những cái nấm đấy. Thế và những cái nấm đấy thì và nó hay gây ra những cái triệu chứng lâm sàng nặng của bệnh nhân. Còn những cái hang nấm thường là những cái nấm tại chỗ thôi. Do vậy là thứ hai là các bạn biết là nó thành những cái cầu nấm nằm ở trong cái hang ấy, nên các bạn có dùng thuốc nó không thể ngấm được vào trong cái cục nấm ấy để giải phóng được cái nấm cho bệnh nhân đâu. Thậm chí là có những trường hợp người xưa nấm mà nặng mà không mổ được. Các bác sĩ ở bệnh viện Đức người ta còn chia sẻ kinh nghiệm, người ta còn chọc sinh tiết xuyên thể ngực vào cái hang nấm đấy xong bơm thuốc chống nấm vào trong cái hang, nhưng mà cái hiệu quả điều trị trực tiếp đến như vậy mà cũng còn gì à, mà cái kết quả thu được nó cũng rất là kém và nó có quá nhiều biến chứng, cho nên là người ta không có tiếp tục điều trị như vậy. Thế thì các bạn cần phải cân nhắc, nếu đúng là hang nấm bệnh nhân có ho máu nặng thì chúng ta phải xử lý bằng cách phẫu thuật chứ còn không phải điều trị thuốc chống nấm. Còn nếu mà bệnh nhân phẫu thuật rồi ấy, thì lúc đấy chúng ta lại cần phải thuốc chống nấm dự phòng, vì chúng ta biết là trong quá trình phẫu thuật nó có thể làm rơi rớt những cái tế bào nấm ra ngoài cái phổi lành ấy, thì chúng ta cần phải điều trị hỗ trợ. Thế còn nếu mà bệnh nhân mà không có triệu chứng gì, chỉ là phát hiện tình cờ trên chụp cắt lớp vi tính lồng ngực thì chúng ta để nguyên, đặc biệt là trên những cái bệnh nhân mà CVD mà chúng ta cũng không biết được là tình trạng nặng hay nhẹ, đặc biệt là trên những bệnh nhân mà rất nặng, CVD rất là nặng thì chúng ta cứ để bệnh nhân nguyên xì như thế, chỉ hạn chỉ can thiệp khi mà bệnh nhân có những cái biến chứng nặng mà thôi. Vâng, rất là cảm ơn phần trả lời của bác sĩ Lan. Và ở đây thì tôi cũng thấy rằng là một cái câu hỏi rất là thực tế, đấy là những cái u nấm, và phần trả lời của bác sĩ Lan thì cũng đã rất đầy đủ rồi. Đấy là u nấm thì chúng ta chỉ có một cái phương pháp, đấy là phẫu thuật. Và ở đây thì tôi cũng chia sẻ, đấy là cái tìm căn nguyên vi sinh ở trong cái đờm cũng như là dịch phế quản. Tại vì bệnh nhân COPD mà ở những cái giai đoạn nặng thì thường là chúng ta cũng sẽ rất là khó khăn trong cái việc là nội soi phế quản, thì ở đây là chúng ta cũng sẽ phải hết sức lưu ý. Nếu mà trên trường hợp mà lâm sàng chúng ta nghi ngờ là nấm thì chúng ta phải làm thật sự nhiều lần, chứ không phải là chỉ làm có một hai lần. Vâng, nếu mà chúng ta làm một hai lần mà cái mẫu đờm đấy nó không 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 đảm bảo chất lượng cũng như là cũng không có mẫu nấm thì chúng ta sẽ bỏ sót tổn thương. Thế và trên thực tế thì cũng có những cái trường hợp mà lâm sàng thì không có triệu chứng gì cả nhưng mà các đồng nghiệp ở vi sinh lại trả lời là có nấm, thì các bạn cũng sẽ phải cân nhắc, vì đối đờm dịch phế quản là một cái bệnh phẩm mà nó dễ bị bội nhiễm ở bên ngoài vào. Thế thì có cụ thể là trên thực tế khi mà nhuộm soi tươi thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái sợi nấm giả, rồi thì nuôi cấy thì cũng có thể ngoại nhiễm vì những cái bào tử nấm nó lơ lửng ở trong môi trường, cho nó rơi vào cái đĩa thạch và nó mọc lên. Thì cái này là cái mà kinh nghiệm của chúng tôi, đấy là trên thực tế lâm sàng của chúng ta là rất rất quan trọng, lâm sàng như thế nào, rồi kết hợp với xét nghiệm vi sinh để điều trị. Và một cái câu hỏi cuối cùng của bạn thì tôi cũng xin phép trả lời nhanh vì bây giờ thì thời lượng của hội thảo thì cũng đã gần kết thúc rồi. Thêm kinh nghiệm của các cô, những cái bệnh nhân mà hít xịt thuốc khó khăn mà phải dùng buồng đệm thì hiệu quả của thuốc có đạt so với mong muốn không ạ? Nếu muốn tốt hơn thì phối hợp biện pháp nào khác để bệnh nhân kiểm soát bệnh? Và một câu hỏi rất là cảm ơn bạn, một câu hỏi rất là thực tế, thì chúng ta cũng thấy rằng là cái việc mà sử dụng dụng cụ khuân phối thuốc thì rất là quan trọng, và bệnh nhân thì phải dùng đúng và sử dụng đúng thì mới phát huy được tối ưu hiệu quả. Thế còn những cái trường hợp mà bệnh nhân người ta không dùng được thì bắt buộc mình phải sử dụng cái buồng đệm. Thế và với cái buồng đệm với những cái thiết kế thì cũng đã đạt được cái hiệu quả tốt tối ưu. Và nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân nặng nữa thì chúng ta có thể là phối hợp, chúng ta có thể là chuyển sang cái dạng mà dùng khí dung cũng được. Thì đấy, cái đấy là cái mà chúng ta cũng thấy rằng là, nhưng mà khí dung thì cũng chỉ dùng được cái dạng mà thuốc mà tác dụng nhanh thôi. Thế nhưng mà với cái buồng đệm thì hiệu quả thì nó cũng đạt tối đa. Vâng. Xin trả lời một câu hỏi cuối. Câu hỏi này này thì xin nhờ bác sĩ Phan Thị Hạnh. Bệnh nhân đang sử dụng Spiriva gặp tác dụng phụ nhịp tim nhanh 110 đến 120 lần một phút, tiền căn chưa mắc bệnh van tim mạch trước đó. Cho em hỏi xử trí thế nào, có nên sử dụng các nhóm thuốc ức chế beta giao cảm không? Vâng, mời bác sĩ Hạnh.
Vâng ạ. Trước hết là chúng ta phải xác định xem là khi bệnh nhân đang sử dụng Spiriva mà xuất hiện nhịp tim nhanh, đó là thuộc nhóm nhịp tim gì. Nếu như chỉ là nhịp nhanh xoang hoặc là rối loạn nhịp khác như là rung nhĩ hay cuồng nhĩ, thì đã có những nghiên cứu người ta thấy rằng là khi sử dụng Spiriva nó cũng có tăng một phần nào là những cái biến cố tim mạch ở trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Vì vậy mà chúng ta cần phải phân biệt rõ rằng là cái nhịp tim nhanh ở đây đó là nhịp gì, nhịp nhanh xoang đơn thuần hay là những rung nhĩ và cuồng nhĩ và những rối loạn nhịp khác. Và với tùy theo từng loại nhịp mà chúng ta sẽ xử lý khác nhau. Với những cái rung nhĩ cuồng nhĩ thì chúng ta sẽ phải xử lý theo hướng của chuyên khoa tim mạch, sử dụng các thuốc và theo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Còn nếu như mà bệnh nhân chỉ có nhịp nhanh xoang mà tần số tầm 110 đến 120 lần trên phút thì chúng ta có thể cân nhắc là sử dụng thêm một cái nhóm thuốc mà người ta gọi là Ivabradin, là tên biệt dược ở trên thị trường là Pocolan, liều có thể là từ 1 đến 2 viên một ngày để làm giảm nhịp nhanh xoang của bệnh nhân. Và chúng ta không sử dụng các thuốc ức chế beta giao cảm ạ, bởi vì nó sẽ làm các triệu chứng của bệnh nặng hơn ạ. Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Phan Thị Hạnh đã có cái phần trả lời rất là đầy đủ. Đấy là một cái thông điệp đưa ra rõ ràng. Đấy là chúng ta sẽ không dùng các thuốc chặn beta để giảm nhịp tim thì nó sẽ gây cái tình trạng mà co thắt phế quản, và chúng ta sẽ phải cân nhắc, thứ nhất là cũng phải tìm nguyên nhân, và thứ hai nữa là cũng chọn cái thuốc mà chặn beta một chọn lọc ở trên tim. Và rất là cảm ơn bác sĩ Hạnh. Vâng, thì thời lượng của buổi hội thảo thì cũng đã hết rồi, và tôi cũng xin một số cái ý tóm tắt trong cái nội dung của buổi hội thảo ngày hôm nay. Đây, chúng ta thấy rằng là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì là đây là một cái bệnh lý phức tạp với rất nhiều những cái kiểu hình, và việc cái chọn lựa cái phác đồ điều trị cho bệnh nhân thì cũng rất cần thiết trong cái việc mà chúng ta phải thực hiện cá thể hóa điều trị cập nhật theo những hướng dẫn của quốc tế cũng như là hướng dẫn của Việt Nam, và những cái rào cản khi mà chúng ta trên thực tế lâm sàng khi mà chưa có đầy đủ những cái nhóm thuốc theo như hướng dẫn thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc lựa chọn, và đặc biệt nữa là chúng ta sẽ chọn cái thuốc nào mà chọn được cái đáp ứng được cái phác đồ điều trị tối ưu. Nhóm bệnh nhân nào mà dùng ACE LABA mà vẫn đang ổn định thì chúng ta vẫn tiếp tục duy trì. Những nhóm thuốc nào mà ACE LABA dùng đang không ổn định thì bắt buộc chúng ta sẽ phải chuyển thuốc LABA phối hợp, hoặc là phải dùng ba thuốc. Và cũng hy vọng rằng là với những cái nội dung trình bày của tiến sĩ Đoàn Thị Phương Lan và bác sĩ Phan Thị Hạnh đến từ Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai hôm nay thì cũng đã cung cấp thêm những cái kiến thức về cơ chế sinh bệnh học, cơ chế tác dụng của thuốc cũng như là cá thể hóa cái trong cái điều trị bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính dùng giảm triệu chứng bằng Sabazama và kiểm soát các triệu chứng trong giai đoạn ổn định bằng LAMA-LABA. Và một lần nữa thì xin thay mặt ban tổ chức rất là cảm ơn bác sĩ Lan, bác sĩ Hạnh đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị một cái bài báo cáo với rất nhiều những cái thông tin hữu ích, và cũng xin cảm ơn toàn thể hơn 300 quý đồng nghiệp ở các đầu cầu đã tham gia cái buổi hội thảo vào một đêm thứ sáu cuối tuần và đêm thứ năm và trước một cái kỳ nghỉ Tết độc lập 4 ngày. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có nhiều những cái buổi hội thảo trong thời gian tới để cập nhật những cái kiến thức, cập nhật những cái hướng dẫn và chia sẻ những cái kinh nghiệm trên lâm sàng. Và thay mặt ban tổ chức thì tôi cũng xin trân trọng cảm ơn công ty Boehringer, nhà tài trợ cho chương trình. Và Boehringer thì luôn luôn song hành cùng với các bác sĩ chuyên ngành hô hấp, chuyên ngành nội khoa trong những cái chương trình về hội thảo, cập nhật kiến thức. Và cuối cùng thì xin chúc sức khỏe toàn thể các quý vị đồng nghiệp, và chúc các quý vị đồng nghiệp có buổi tối vui vẻ bên gia đình và có một kỳ nghỉ trong 4 ngày tới thật sự là vui vẻ. Và xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.